Cuộc sống giống như một cuộc hành trình dài, nơi chúng ta phải đối mặt với những thách thức và biến đổi không ngừng. Tuy nhiên, bất kể cuộc sống có thể đưa đẩy chúng ta đến đâu, tinh thần lạc quan luôn là ngọn đèn sáng để chúng ta điều hướng qua mọi khó khăn. Bài viết này sẽ khám phá ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống và tinh thần lạc quan theo góc nhìn của triết lý Phật giáo, để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về cách sống một cuộc đời đơn giản và hạnh phúc. Trong cuộc hành trình dài đầy biến đổi của cuộc sống, chúng ta thường phải đối mặt với những thách thức đầy khó khăn, nhưng chính sự biến đổi và thách thức đó đã tạo nên một bức tranh đồng đầy và thú vị, giống như bức tranh vẽ của cuộc đời mỗi người. Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm và dễ dàng. Đôi khi, nó giống như một cơn bão dữ dội, đẩy chúng ta vào những tình huống khó khăn và đầy căng thẳng. Những thách thức này có thể xuất hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau, từ tài chính đến sức khỏe, từ mối quan hệ đến công việc. Chúng ta có thể đối mặt với sự mất mát, thất bại hay sự thay đổi không mong muốn. Những khoảnh khắc đó thường khiến ta cảm thấy bất an, bế tắc và đôi khi thậm chí là tuyệt vọng. Tuy nhiên, trong triết lý Phật giáo, sự biến đổi và thách thức không được coi là điều xấu xa. Thay vì né tránh hoặc sợ hãi chúng, chúng ta nên nhìn vào một cách tỉnh thức và chấp nhận chúng như một phần không thể thiếu của cuộc sống. Chính sự biến đổi và thách thức này làm cho cuộc sống trở nên đáng sống, giúp ta trưởng thành và học hỏi. Chúng đưa ra những cơ hội để chúng ta phát triển tinh thần kiên cường, sáng tạo và tìm kiếm những giải pháp sáng tạo. Hãy tưởng tượng một hồi chuông trùng nồng đầy và trầm bổng. Đây chính là cuộc sống, âm thanh của những thay đổi và thách thức. Đôi khi hồi chuông có thể chói tai và làm ta sợ hãi, nhưng nếu chúng ta học cách lắng nghe và tạo nên nhịp điệu của chính cuộc sống này, thì âm thanh đó trở thành một bản hòa nhạc tuyệt vời, đánh thức lòng trí và làm cho mỗi ngày trở nên đáng giá sống. Phật giáo dạy chúng ta về sự lạc quan và lòng kiên nhẫn. Chúng ta cần lắng nghe âm thanh của cuộc sống, tận hưởng mỗi nốt nhạc trong bản hòa nhạc này và nhớ rằng sau cơn mưa sẽ lại có nắng. Chính sự biến đổi và thách thức làm cho cuộc sống trở nên phong phú và đáng sống. Và nhưng chúng ta còn tạo ra những giá trị thực sự và học được bài học quý báu của sự tồn tại. Tôi thường nhớ câu nói của Đức Phật: cuộc đời không phải lúc nào cũng êm đềm và không có sóng gió. Điều này luôn đúng. Chúng ta có thể dự kiến những kế hoạch, nhưng thực tế luôn có thể thay đổi, đưa ra những thử thách không ngờ đến. Đôi khi chúng ta có thể mất đi một thứ gì đó quan trọng, thất bại trong công việc hoặc phải đối mặt với sự thay đổi không mong muốn. Những lúc đó, tâm hồn ta có thể bị rung động và lòng tin dường như tan biến. Tuy nhiên, triết lý Phật giáo đã truyền đạt cho chúng ta tinh thần mạnh mẽ và lòng kiên nhẫn. Nó cho chúng ta niềm tin rằng dù cuộc đời có đặt trước chúng ta những khó khăn bất ngờ, thì chúng ta vẫn có khả năng vượt qua chúng. Đó là tinh thần kiên cường của con người, khả năng tìm thấy những giải pháp sáng tạo giữa bão tố và sự tỉnh táo khi đối diện với thách thức. Sự đối mặt với khó khăn không đơn thuần là việc chúng ta phải giữ vững tinh thần, mà còn là cơ hội để phát triển và trưởng thành. Như một cây cò bám giữa đá giữa sóng to, chúng ta cần phải cố gắng đánh bại áp lực, thích nghi với môi trường và tìm kiếm ánh sáng trong bóng tối. Sự kiên định và lòng kiên nhẫn giúp chúng ta không bao giờ bị đánh bại hoàn toàn. Để đối mặt với khó khăn, chúng ta cần tìm đến tinh thần lạc quan. Chính lạc quan sẽ đánh thức chúng ta trong niềm tin rằng dù cuộc sống có đưa đẩy chúng ta đến đâu, chúng ta vẫn có thể vượt qua. Lạc quan không chỉ là một cách nhìn tích cực vào tương lai, mà còn là sự tin tưởng vào bản thân và khả năng thích nghi với mọi tình huống. Cuộc sống có thể khó khăn, nhưng tinh thần mạnh mẽ và lòng kiên định của chúng ta sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn.
hãy luôn nhớ rằng sự biến đổi và thách thức là những phần không thể thiếu của cuộc sống, và chúng ta có thể tìm thấy sự lạc quan và sức mạnh trong bản thân để đối mặt với chúng. Đó chính là học hỏi từ triết lý Phật giáo để sống một cuộc đời đơn giản và hạnh phúc. Tinh thần trẻ trung và lạc quan là những phẩm chất quý báu mà chúng ta có thể mang theo suốt cuộc hành trình của cuộc đời, không phân biệt tuổi tác hay thời gian. Đó là nguồn động viên, là bản nhạc đẹp mà tâm hồn chúng ta có thể cất lên trong mọi lúc để làm cho cuộc sống trở nên sáng đẹp và đáng sống hơn. Tinh thần trẻ trung không chỉ đơn thuần là về ngoại hình mà còn liên quan đến tinh thần. Nó không phụ thuộc vào tuổi tác mà còn phản ánh tâm hồn trẻ trung, sáng tạo và đầy nhiệt huyết. Đó là khả năng mở lòng trước những điều mới mẻ, dám thử thách bản thân và không ngừng học hỏi. Tinh thần trẻ trung giúp chúng ta duy trì sự tò mò và khao khát khám phá trong cuộc sống, đồng thời giữ cho trái tim luôn đập mạnh với những ước mơ và hoài bão. Lạc quan là một yếu tố quan trọng để thấu hiểu tầm quan trọng của tinh thần trẻ trung. Khi chúng ta lạc quan, chúng ta nhìn vào cuộc sống với ánh mắt tích cực, thậm chí ở trong những tình huống khó khăn. Lạc quan không phải là việc bỏ qua những khó khăn hay phủ định sự thực, mà là cách chúng ta chọn nhìn vào chúng. Chúng ta tìm kiếm những khía cạnh tích cực trong mọi tình huống, học hỏi từ những thất bại và trân trọng những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày. Tại sao lạc quan lại quan trọng đến như vậy? Bởi vì nó là nguồn động viên mạnh mẽ, là điểm tựa trong những lúc khó khăn. Nó giúp chúng ta duy trì tinh thần kiên nhẫn và sự tỉnh táo khi đối mặt với thử thách. Lạc quan giúp chúng ta giữ vững niềm tin vào bản thân và khả năng giải quyết mọi tình huống. Nó là nguồn năng lượng đáng kinh ngạc, khiến cho cuộc sống trở nên hạnh phúc hơn và đầy ý nghĩa. Vì vậy, hãy cất lên bản nhạc của tinh thần trẻ trung và lạc quan trong trái tim mỗi ngày. Hãy nhớ rằng tuổi tác không xác định giá trị của bạn, mà tinh thần trẻ trung và lạc quan mới thực sự quyết định cuộc sống của bạn. Đó là kho báu thực sự, là món quà đẹp nhất mà bạn có thể tặng cho chính mình. Hãy sống với niềm tin rằng cuộc sống này luôn đáng sống, và rằng bạn có thể biến mọi khó khăn thành cơ hội để trưởng thành và thăng tiến. Mỗi con người trong chúng ta đều khao khát tìm kiếm những mối quan hệ thân thiết và tri kỷ trong cuộc sống. Đó là những tia sáng ấm áp trong hành trình đầy khó khăn của chúng ta. Những người bạn đồng hành và nguồn động viên vô giá. Từ góc độ của triết lý Phật giáo, việc xây dựng mối quan hệ chất lượng và tri kỷ là một phần quan trọng của cuộc sống có ý nghĩa. Mối quan hệ thân thiết và tri kỷ là những khoản đầu tư quý báu nhất mà chúng ta có thể đưa vào cuộc đời. Chúng là cơ hội để chúng ta chia sẻ tình thương, chia sẻ những niềm vui và khó khăn, và cùng nhau trưởng thành. Một mối quan hệ chất lượng không phải lúc nào cũng dễ dàng xây dựng. Nó yêu cầu sự hiểu biết, lòng tôn trọng và sự cam kết từ cả hai phía. Nhưng đối với những ai hiểu rằng cuộc sống đáng sống hơn, thì chúng ta có nhau sẽ không có gì đáng giá hơn. Mối quan hệ thân thiết giúp chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn về ý nghĩa của tình thương và sự chia sẻ. Nó đánh thức trong chúng ta lòng nhân ái và lòng tốt, giúp chúng ta trở thành những con người tốt hơn. Chúng ta học cách lắng nghe và chia sẻ, làm cho cuộc sống trở nên đáng yêu hơn và đầy ý nghĩa hơn. Tri kỷ là mối quan hệ đặc biệt và đáng quý, là một kho báu mà không phải ai cũng may mắn tìm thấy. Tri kỷ là người bạn đồng hành trung thành, người mà bạn có thể tin tưởng và giữ vào trong mọi hoàn cảnh. Tri kỷ không chỉ là người bạn mà bạn tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ, mà còn là người bạn ở bên khi cuộc đời trải qua những thử thách. Tri kỷ giúp chúng ta cảm nhận được ý nghĩa thực sự của sự tin tưởng và sự chia sẻ. Trong triết lý Phật giáo, mối quan hệ thân thiết và tri kỷ được xem như là một cách để trở thành người có đạo đức và lòng nhân ái. Chúng ta học cách tôn trọng và giúp đỡ nhau
dựa vào sự hiểu biết và lòng khoan dung, chúng ta biết rằng trong mối quan hệ thực sự không có chỗ có sự ích kỷ và lợi dụng. Chúng ta học cách yêu thương và chia sẻ, và thông qua đó cuộc sống trở nên đáng sống và có ý nghĩa hơn. Vì vậy, hãy trân trọng mỗi mối quan hệ thân thiết và tri kỷ trong cuộc đời của bạn. Đó là những khoản đầu tư quý báu nhất mà bạn có thể làm, và chúng sẽ mang lại cho bạn những khoảnh khắc đáng nhớ và hạnh phúc đích thực. Cùng nhau, chúng ta học cách yêu thương, tôn trọng và đồng hành trên con đường đầy ý nghĩa của cuộc sống. Hạnh phúc gia đình và tình thương là những giá trị vô cùng quý báu trong cuộc sống của chúng ta. Chúng đánh thức những tình cảm tốt đẹp nhất trong trái tim con người và là nguồn động viên mạnh mẽ để chúng ta tiến về trước. Trong triết lý Phật giáo, gia đình và tình thương được coi là một phần quan trọng của cuộc sống có ý nghĩa. Gia đình là nơi chúng ta bắt đầu hành trình cuộc đời. Nó không chỉ là nơi chúng ta sinh ra, mà còn là nơi chúng ta học cách yêu thương, tôn trọng và chia sẻ. Gia đình là nguồn gốc của tình thương và là nơi chúng ta hình thành những giá trị và đạo đức của mình. Gia đình giúp chúng ta cảm nhận ý nghĩa của sự đoàn kết và hỗ trợ, và là nơi chúng ta tìm thấy sự an toàn và ấm áp. Tình thương là nguồn năng lượng tốt nhất mà chúng ta có thể lan tỏa trong gia đình và cộng đồng. Nó là khả năng yêu thương và quan tâm đến người khác, và là sức mạnh để chúng ta tạo ra những mối quan hệ thân thiết và ý nghĩa. Tình thương giúp chúng ta nhìn vào cuộc sống với ánh mắt tích cực và làm cho mọi thứ trở nên sáng đẹp hơn. Nó giúp chúng ta thấu hiểu và chia sẻ những niềm vui và khó khăn, làm cho cuộc sống trở nên đáng sống hơn. Với triết lý Phật giáo, tình thương không chỉ đơn thuần là tình cảm, mà còn là một trạng thái tinh thần. Nó bao gồm lòng từ bi, lòng khoan dung và lòng nhân ái. Tình thương không phụ thuộc vào địa vị xã hội hay tài sản, mà nó là nguồn động viên mạnh mẽ để chúng ta hướng về hạnh phúc gia đình và tạo dựng mối quan hệ chất lượng. Hãy tận hưởng hạnh phúc gia đình và quan tâm đến người thân yêu của bạn. Đó là những khoản đầu tư quý báu nhất mà bạn có thể làm, và chúng sẽ mang lại cho bạn những khoảnh khắc đáng nhớ và hạnh phúc. Hãy lan tỏa tình thương và tạo ra một cuộc sống đáng yêu và đầy ý nghĩa. Với tình thương và gia đình, chúng ta có thể xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Trong hành trình đầy chông gai của cuộc sống, chúng ta thường phải đối mặt với những thử thách và khó khăn. Tuy nhiên, triết lý Phật giáo dạy chúng ta cách nhìn nhận những khó khăn này một cách lạc quan và tập trung vào điểm tốt để thấy cuộc sống tươi đẹp hơn. Đối diện với khó khăn, chúng ta thường có xu hướng trở nên bi quan và buồn bã. Những thử thách có thể làm cho chúng ta mất đi niềm tin và hy vọng. Tuy nhiên, triết lý Phật giáo cho rằng khó khăn không phải lúc nào cũng là điều tiêu cực. Chúng có thể là cơ hội để chúng ta trưởng thành và phát triển. Để học hỏi và trở nên mạnh mẽ hơn, chúng ta có thể học cách kiên nhẫn và kiên trì trong cuộc đối đầu với khó khăn. Ngoài ra, việc lãng quên những tiêu cực và tập trung vào điểm tốt trong cuộc sống cũng là một phần quan trọng của triết lý Phật giáo. Thay vì dành quá nhiều thời gian và năng lượng để phàn nàn và trách móc, chúng ta nên tập trung vào những điều tích cực và đáng quý trong cuộc sống. Điều này giúp chúng ta thấy cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn và tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhặt. Một trong những nguyên tắc quan trọng trong triết lý Phật giáo là ý thức và tập trung vào hiện tại. Chúng ta không nên để quá khứ hoặc tương lai làm ảnh hưởng đến sự hạnh phúc của mình. Thay vào đó, hãy sống ở hiện tại và tận hưởng mọi khoảnh khắc. Hãy biết ơn những điều tốt đẹp trong cuộc sống và dùng chúng để thúc đẩy tinh thần lạc quan và lòng biết ơn. Tóm lại, đối diện với khó khăn, hãy nhớ rằng chúng không phải lúc nào cũng tiêu cực, và hãy tập trung vào việc tìm ra điểm tốt. Hãy lãng quên những điều tiêu cực và tập trung vào điều tích cực trong cuộc sống. Chỉ cần như vậy, cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp hơn, và chúng ta sẽ có khả năng đối mặt với mọi khó khăn và tinh thần lạc quan và sự biết ơn.
Trong cuộc hành trình qua những ý nghĩa sâu sắc về cuộc sống, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những khía cạnh quan trọng của triết lý Phật giáo và tinh thần lạc quan. Chúng ta đã thấy rằng tinh thần trẻ trung không phụ thuộc vào tuổi tác, mà là một trạng thái tinh thần, là sức mạnh để chúng ta hướng về hạnh phúc và ý nghĩa. Chúng ta cũng đã thấu hiểu tầm quan trọng của mối quan hệ chất lượng và tri kỷ trong cuộc sống. Cùng với ý nghĩa của gia đình và tình thương, chúng ta đã khuyến khích nhau đối diện với khó khăn một cách lạc quan, lãng quên đi điều tiêu cực và tập trung vào điều tốt. Cuộc sống có thể phức tạp và đầy thách thức, nhưng qua triết lý Phật giáo, chúng ta đã thấy được rằng tinh thần lạc quan và tình thương có thể giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn. Đó là sự biết ơn và lòng từ bi trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta học cách yêu thương và quan tâm đến người khác, tạo ra những mối quan hệ thân thiết và ý nghĩa. Chúng ta biết rằng cuộc sống không luôn trải qua những khoảnh khắc mặt trời, nhưng nếu chúng ta biết tập trung vào những điểm tốt và lãng quên đi điều tiêu cực, chúng ta có thể làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn. Và với những tinh thần này, chúng ta có thể hướng về tương lai với tư duy lạc quan, đối diện với mọi khó khăn và lòng biết ơn và lòng từ bi. Chúng ta biết rằng cuộc sống này ngắn ngủi, và việc sống lạc quan và tinh thần Phật giáo có ý nghĩa sâu sắc. Chúng ta cùng nhau xây dựng một cuộc sống đáng sống và đem lại hạnh phúc cho chính mình và những người xung quanh. Chúng ta tin tưởng rằng với tinh thần này, chúng ta có thể đối mặt với mọi thách thức và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Nội dung của chúng tôi đến đây đã hết. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh để luôn cập nhật nhiều video hay mỗi ngày. Chào tạm biệt các bạn.